Tại sao hớt tóc vậy? Tại nó cũng có hoàn cảnh khổ, rồi nhiều lúc mình khổ rồi xà bông này kia mình không có sinh hoạt thì thôi hớt vậy, cái nó dễ tiết kiệm tiền, đang khổ không có xà bông. Lúc chị có chia sẻ là chị cũng cạo đầu mấy lần hả chị? Dạ. Sao nhiều, vậy? Nhiều hoàn cảnh lắm, nhiều cái khổ. Ồ, cá này là chị để nguyên vậy luôn, chị kho luôn hay là chị có mặn không? Cá bự mình quắt mình rộng, cá bự mình rộng, còn cá nhỏ mình kho, mình rửa sạch. Cá này khó chắc ruột nó có đâu, cá này không có ruột, không xíu à, chắc cực lắm. Cá người ta mặn nguyên con bự bự gì mà chắc, không bự gì. Cái này cái gì không biết luôn, mới bắt nó. Đang xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh Đăng Lăng Thang. Hiện tại thì đang có mặt tại tỉnh Long An. Thì hôm nay Đăng cùng với bạn Quý TV quay trở lại đây thăm cái ngôi nhà của chị Yến. Chị Yến thì như video trước á, quý cô chú anh chị đã xem á, thì chị Yến là ở đây chỉ có một mình thôi. Chị giống như là chị dựng lên một cái căn trại, căn lều chị ở đỡ. Nhưng mà chị nói là không, trong nhà thì rất là khó khăn, không có gì hết. Bây giờ thì trời đang mưa nè, quý cô chú anh chị có thấy không? Trời đang mưa, sớm giờ mình đi xuống đây bị mắc mưa mấy lần và bây giờ mình ướt hết trơn rồi, tay chân tất cả mình ướt hết trơn rồi. Nhờ cái áo mưa cho nên cái đầu không ướt, với lại cái khẩu trang không ướt. Thì hôm nay mình xuống cùng với bạn Quý có đem một số món quà xuống đây, thì đó là bếp ga với lại nhăn mũi, vì ở đây rất là nhiều mũi. Còn bếp ga thì chỉ cho chị nấu ăn, với lại một thùng mì để cho chị có cái, ví dụ như những ngày trời mưa như thế này nè, chị không có đi xin đồ ăn được, hoặc là chị không có đi đâu được hết, phải ở nhà, cho nên là có cái để mà nấu mà ăn. Thì đây là cái căn nhà của chị, đây của chị. Bây giờ trời mưa nè, bây giờ dột hết trơn nè, không biết bây giờ chị ở đâu. Bây giờ đang mời quý cô chú anh chị cùng đang đi vào bên trong để mà thăm chị nha. Đốt lửa cái này nha, tí nữa mình lắp bếp ga lên mình xài sau ha. Vẫn đang nhen lửa nấu nước uống nha cô chú anh chị. Này hôm nay thì hôm nay là đẹp gái hơn rồi đó, xinh gái hơn rồi. Xong hết rồi. Đây nè chị, nay lấy bếp ga, mua bếp ga luôn cho chị xài luôn nè. Mà nữa mình nấu hết cho nó thôi nha, lần sau mình nấu bếp ga cho nó nhanh gọn nha. Nay chị tắm rồi quý chú anh chị. Nè chị mở ra đi chị. Đây chị, này chị tự khui luôn. Mở ra coi đẹp không? Chú, nay tắm hồ nhìn đẹp gái hơn nhiều rồi đó. Mát mẻ không? Cái này mình tự đun á hả? Ừ, bếp ga đó. Cảm ơn nha. Wow, đẹp chưa? Bỏ trên đó đây. Em có mua là cho chị là 3 bình ga. Còn bình nữa đâu ta? Đây. 3 bình, biết xài không? Đó, chị xài em xem. Chị bỏ vô cho mặt lên thử cho chị. Bỏ vô mặt lên thử coi. Vui không? Cũng có xài rồi. Bỏ đúng khớp nha chị, chờ nó không đúng là không được đâu. Rồi, mình thử coi. Đó. Rồi, chị mình tắt đi. Được. Thích không? Cái này tiện dữ lắm. Này khỏi có bữa đi kiếm củi đun hoài luôn, nó không có, mới về mà nó dính chạy ra vòng không có lụm được cái gì hết trơn. Là sao? Trời ơi, lấy bọc mình đun. Ý nó mới về đây mình trú á,
mình không có củi mình lụm được luôn á, củi mưa ướt luôn, tôi nói mưa dầm luôn á, rồi cái mình không có gì mình đun hết, rồi lấy bọc ni lông mà mình gom bọc ni lông ướt mình đun. Là củi được ướt luôn ha. Dạ, không, củi. Mình đun không được, mình lấy bọc ni lông ướt mình đun luôn. Dạ. Củi ướt mà không có củi nữa, cây không à, cây tươi không à. Đây này, hôm nay là có quốc gia này nha. Rồi xong mình bây giờ về sau mình bọc mình xài cho nhanh. Dạ. Mình xài xong rồi mình cắt cái nào nha, để có ai đi qua người ta lấy nữa không. Ba bình này mình cắt để dành khi nào mà hết á. Dạ. Thì chị đi đổi nha, đi đổi mình xài. Dạ. Biết không, biết tới những nơi đổi mình tới tập hóa đó. Dạ, biết. Mình đổi. Dạ. Hôm nãy thì mưa quá. Dạ. Em phải nói là chạy tìm một bóp ga mua rất là khó luôn, ở dưới quê nữa tìm không có thấy. Rồi xong em cũng tính là đi mua tô cho chị với đũa cho chị, nhưng mà mưa quá chạy hoài không thấy luôn, để bên lần sau em xuống em mua. Thì đây ba hộp nhang muội, cảm ơn, để dành đốt nha. Dạ, cảm ơn. Để anh đây, mình để anh đây. Rồi cái đây là thùng mì, thùng mì cũng như là cổ quý của chú anh chị cũng gửi tiền ủng hộ cho chị, mua đồ chị ăn đồ nha chị. Dạ. Chứ không có nhịn nữa. Ừ. Thì biết chị là ở nhà buổi tối sợ không có gì ăn, nên mua mì để dự trữ mình ăn nha. Dạ. Và nó ra rất là nhiều, có nhiều lắm. Hôm qua giờ có nhiều quý cô chú chị gọi hỏi thăm em lắm. Gọi hỏi thăm địa chỉ của chị cũng như là tới chơi với chị đó. Thấy chị vậy đó, người ta thương. Rồi mình cắt cái bếp đi, mình dọn gọn ha. Ga thì mình đổ bỏ cẩn thận nha chị, chở ngay lửa là nó cháy đó. Bỏ trên đậu. Ở trên đó. Lên cao quá. Thôi đâu có loại đây đi. Vậy đó. Ba bình đó, chị để dành mời xay cua mà xài ha. Cái bếp này thì mình cứ để đây. Em khi nào chị cắt đỡ đó đi. Dạ. Rồi tối mình cắt lại. Dạ. Để người nó không được chị ở trong đó. Ở trong đây. Nóng không? Không có nóng. Không nóng ha. Dạ, không nóng. Bếp đẹp luôn á. Dạ. Đẹp không? Dạ. Này không có nóng, không có cái vậy chứ rồi với lửa không có nóng tới. Dạ. Đợt trước ngày trước tới thì cũng lu bu lục lục nhén nhóm lửa mà về nấu ăn nấu uống cái gì, thì nay cũng vậy thì thấy khổ quá, thấy nên đây mua cái bếp ga để xuống thì xài quý vị. Cái gì vậy, cái đó gì vậy, cái nắp của cái bình á. Để cho nó soi đi, mình ra trước em đứng mình nói chuyện vậy nha. Dạ. Cắt cái hộp đi, hay là mình bỏ vô hộp nào xài lấy ra cũng được nữa. Đúng rồi, nó mà khiên cái nó khiên nguyên hộp đi luôn. Chị mình bỏ trong hộp đi, chị nào xài lấy ra ha. Dạ. Đẹp quá, cái bếp cũng đẹp quá ha. Phải mưa quá thì cái bếp nào em vô để mấy con cái bếp mini thì lấy ra, em cũng chưa có kịp coi, là mưa quá mà. Mưa lớn lắm thì lấy cái bên trong nhìn cũng đẹp ha, nhìn cũng dễ thương. Mình bỏ cho nó chị nha. Đây này quý cô chú anh chị. Thì rất là sự mong chờ của quý cô chú anh chị thì hôm nay cũng đã thực hiện được rồi này. Thì hôm nay đại chị đã tắm rồi nhà cô chú anh chị. Trời ơi, bữa giờ đăng máy clip lên cô chú cứ nói sao Yến không tắm không à. Có, nhưng mà mình tại lâu lâu mình xin nước cho người ta, có mình sẵn mình tắm luôn. Còn đây là tắm nước đâu? Tắm ở bên nhà cái bên á. Cái mương hả? Dạ. Mình có bắt cá sẵn mình tắm luôn. Bắt cá có cá không? Dạ có mấy con hả? Cái nào? Có mấy con nhỏ nhỏ hả? Chứ không có bắt con bự được. Đâu đâu, coi cho em coi. Không có cái gì đựng hết hả? Ở đâu chị? Chị để đâu vậy? Trời ơi. Trời cũng đang mưa này quý cô chú anh chị, cho nên là cũng không có, cũng mưa rầm rầm ra 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 quý vị. Có trời quá trời cá luôn này quý vị. Mình có cái thau hay cái vỏ đổ ra cái đó được quý vị. Dạ nó nhảy hết á. Nhảy hả? Dạ nó nhảy hết. Mình ăn cái nhiêu mình nướng nó đó. Dạ bây giờ trời ơi quá trời luôn này quý vị. Này cũng quá lụm cái này của người ta ơi. Chị Yến giỏi quá ta. Dạ. Ai nói chị Yến bắt cá không được đâu, quá trời luôn đây mà nguyên xô luôn. Cái này chị nấu làm gì ăn? Cái này mình kho quẹt lắm nè. Kho hả? Dạ. Cơm hả? Dạ. Mình kho quẹt á mà lâu lâu mới bắt được chứ. Chị còn gạo không? Có, nhưng mình xin cơm mình ăn cũng. Xin cơm hả? Trời dạ. Có nồi nấu cơm không? Để em mua, hôm qua nói thì em tưởng họ đi ngoài đường luôn không có nấu cơm cho nên em không mua gạo. Dạ. Có mà cái... Vậy bữa nào mua gạo nấu cơm ăn ha. Ồ, cá này là chị để nguyên vậy luôn, chị kho luôn hay là chị có mặn không? Cá bự mình quắt mình rộng.
cá bự mình rộng đi, còn cá nhỏ mình kho, mình rửa sạch. Cá này khó chắc ruột, ruột nó không có đâu. Cá này không có ruột. Rồi có chút xíu à, mình chắc cực lắm. Thấy người ta mần nguyên con bự bự vậy mình chắc. Con bự gì? Cái này cái gì không biết luôn, mới bắt nó. Thôi chế mì đi chị, chế mì ăn đi để đói bụng. Đây vẫn nhóm bữa nay của chú chị thì hồi nãy á cũng lỡ nhóm rồi cho nên là chị nấu luôn rồi lần sau thì có bếp chị nấu bếp với cô chú chị. Sao nói em nghe coi, tâm sự nghe coi có bếp vui không? Không biết mình mừng dữ lắm chứ. Đây là nhìn em nhìn em nè. Biết chừng nào mua nổi cái bếp. Biết chừng nào mua nổi ha. Biết chừng nào mua nổi. Giờ có sao vui chưa? Mình mua thì mình giữ dữ lắm á chứ không giữ là mất á. Người ta mua vợ người ta khiêng đi rồi người ta ăn cắp hoặc người ta không cố, người ta lần mượn đỡ xài cũng không biết nữa. Nhưng mà ở đây chắc ai cũng có bình nhà hết rồi, không cố đâu. Mình cũng sợ nhưng mà sợ mấy đứa nó phá nó chơm á. Nó của chị là chị rất là dễ thương của chú mình chị khổ, từ khổ. Vườn người ta xài của chú chị là người ta khổ, lấy luôn á. Người ta lấy luôn á chứ người ta đâu có trả đâu. Bây giờ người ta ăn cắp thì cũng hơn mình kỳ quá ha. Đúng rồi, lỡ người ta khổ thiệt rồi, người ta bí thiệt rồi sao mình cũng biết nữa. Nhưng mà thời buổi giờ có cái này nhiều lắm, dây chai nhiều lắm mà sao hồi đó mình lụm dây chai đó khi nguyên bao của mình luôn, khuyên nguyên bao để dài để mình chọn nguyên bao dây chai luôn. Dạ, khi nguyên bao dây chai mà dây chai mà mỏng á, chai thì dở ít tiền không có khiên, mỗi khi ngay cái bao mà nặng ký á mất luôn cái bao dây chai. Cũng hớn dữ lắm. Dạ, cũng hớn như không luôn, đi lấy như không luôn. Dạ, rồi cũng hớn dữ lắm. Rồi bánh trái của mình mà người ta cho mình không kịp ăn á, mà mình cắt đó rồi ăn hết luôn. Trời ơi, hết luôn. Dạ, ăn hết luôn. Mà mình không có biết. Rồi thôi thì ăn ăn chứ mình cũng không có nói gì tin vô khác ăn chứ có gì đâu. Nhưng mà không biết ai vậy. Mình không biết ai vậy á. Ngoài đường nữa chứ không phải ở trong xóm. Lúc đó mình trú ở ngoài đường nữa, trú mấy cái chòi của người ta buôn bán á, ông mấy ngoài chòi á mượn của người ta đỡ thôi, mà người ta không có buôn bán nữa, mình chui vô mình nằm đâu, nằm mấy cái chòi đó. Mà mấy cái chị ở xóm nó cũng nói đó người ta bỏ rồi, mà đất của nhà nước chứ không phải của dân người ta mua. Đó nó không có chủ gì đó, nhà nước người ta muốn làm gì người ta làm, mà không có ở ai ở được, buôn bán được cứ ở vậy thôi. Mình nghe vậy mình chui vô, mà chui vô rồi ở đó mình cũng không có ngủ ban đêm nữa, ít có ngủ ban đêm lắm. Ban ngày mình lụm dây chai mình nhét vô đó cái mình đi. Dạ. Rồi xong cái người ta không cho ở nữa. Trời, em với Đăng đi đường cũng phải nói là mưa ướt hết cả người luôn á. Mà Đăng vào bên trong đây nhờ chị nhóm lửa về mà ấm ha. Mưa ướt nhẹp người luôn á chị. Ở trên khúc kia nó mưa quá trời mưa luôn. Mình lạnh nè, chị nhìn đây. Đồ em nè. Mình lạnh thì mình Diễn, lạnh. Nhìn em nè, thấy không? Ướt hết mềm luôn. Mà hình sao có lửa này với chú chị thì chị đã nhóm lửa này trời công nhận nó ấm thiệt. Lâu nay không có cái cảm giác mình lạnh mà có lửa được sưởi ấm như nhà này quý vị. Mình có nước trà mình nấu uống trà nữa ấm nữa. Có nước trà nữa hả? Nấu nước trà mình bỏ miếng trà vô mình nấu. Có trà không? Có. Thiệt không? Uống nước trà nữa hả? Bị nước sôi cho chị, em thấy khói nó lên rồi kìa. Rồi đó, chị chế mì ăn đi. Mì đâu? Dạ, cháo. Cháo gì? Cháo à? Ăn cháo, ăn dễ nước. Chứ mì không có. Mua nào vậy? Mới mua nè, mua người ta bán rẻ, có mấy ngàn gói à. Trời ơi. Thích ăn cháo hả? Dạ, không có mà. Thích ăn cháo, bữa nào mua cháo? Dạ. Bữa nào mua cháo nha. Dạ. Trời, ăn cái tô nhựa vậy hả? Không, tính thiệt, hồi nãy em nghĩ trong bụng mà em sẽ mua cho chị vài cái tô và đũa và muỗng này cho chị ăn. Nhưng mà trời mưa phải nói hả? Mưa phải nói hỏi Đăng ha. Mưa mà không ghé đâu được hết trơn á. Phải nói là gặp được cái tiệm bán ga là chạy người ta gõ cửa. Em người ta mưa quá người ta đóng cửa, tụi em gõ cửa vô á, người ta mới bán đó. Dạ đúng rồi, ở đây người ta đóng cửa sớm. Chứ là mưa cũng đánh.
nay cái vụ mà bệnh gì đó nó né hết trơn à. Là dịch ha, dịch hơn dạ. Nó né hết trơn à, mình kiếm người ta bán cũng khó lắm. Mà chú anh chị hôm nay thì ăn cháo. Dạ. Đói quá đói hả? Dạ. Đi bắt ốc về, đi bắt cá về quý vị. Thì mưa nè, sẵn lạnh nè. Đói lắm đó, cảm giác đó ăn ngon lắm á. Dạ. Em cũng vậy, lúc trước em cũng đi bắt ốc, bắt cá gì đó xong rồi về lúc nào cũng đói, xuống ngâm nước dưới mình, ngâm mình dưới nước là lên bờ là đói à. À nhìn thương quý cô chú anh chị, trời mưa nè, giờ phải ở trong căn chòi nè. Mưa giọt nè, ngồi mà giọt giọt cũng giọt luôn nè. Con có nấu nước không mà. Rồi mình chế đi, nước sôi rồi đó, sôi chưa? Cũng sắp sôi rồi. Chỉ khói lên cái giò. Khói lên chưa? Khói lên trên cái giò chưa? Không. Chưa hả? Đang sôi. Sôi rồi đó, chị chế ăn đi. Ăn xong rồi mình nói chuyện tiếp nha. Dạ. Lửa cho ấm. Cháo gì cũng đỡ dữ lắm. Có bữa có lần mình ở trên Tây Ninh nắng ơi là nắng mà nhà nghèo có củi không có ra luôn, mà đang bệnh đau không có ai lo hết. Trời ơi, đem nước, đem cái thau nước ra để ngoài sân nó nóng cái mình lấy mì mình chế mà ăn luôn. Trời ơi là thau nước mình để ngoài sân cho ánh sáng mặt trời nó nắng không mình chế mình ăn à? Dạ, nóng dữ lắm. Nghe mà sốt. Ở đây nó nóng dữ dằn lắm. Cái đó thì chị thấy trên mạng thôi chứ đâu thấy ngoài đâu, giờ nghe chị nói rồi. Không, trời ơi, mình về nó khổ lắm. Ăn cơm mà không có ăn mà muối ớt, mà muối mình đâm ớt với muối trắng á. Ăn cả tháng trời, mà không phải tháng đâu, cỡ 3-4 tháng vậy. Mà không có, nói chung không có cơm, muối gạo luôn á. Dạ. Đi mượn gạo luôn. Xong gạo, được bịch cháo rồi thì lấy cái thau nước dạ. Thau nhôm ha. Dạ. Phơi ngoài trời xong rồi để nước nóng rồi chế vô mình ăn cháo hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó trời ơi, với lại mình không có nấu nước. Nói chung là người mình có lúc khỏe lúc mệt đó là không có làm được á. Chứ bình thường mình chạy ra kiếm củi mình đun cũng nhanh lắm. Mà ở trên đó thì mới về mình chân ướt chân ráo nữa, không có chạy tùm lum được. Cho nên lúc mới về nhà chồng ha. Dạ đúng rồi. Cho nên nằm đó lấy miếng nước nấu xài nước vậy đó. Trời mà trên đó nóng dữ lắm. Ăn cháo thì nhớ mua lần cả chục gói mà ăn cháo không có ăn cơm, tại vì lúc đó mình cũng bệnh á. Bệnh là mình cơm mình nuốt không trôi dạ, mình ăn rồi. Cháo dạ, đúng là mình cũng bệnh á rồi mình ăn không được. Khổ gì mà khổ dữ gì. Thôi chị ăn đi, chị ăn cơm đi, ăn đi chị. Khổ quá. Thấy chị em thương quá. Không biết làm sao giúp làm sao cho chị như thế nào đây. Vài ngày nữa đi, vài ngày nữa xong em dẫn mình đi khám bướu cổ. Giờ chỉ cầu mong quý cô chú anh chị có thể là giúp được cho chị Yến kiểu như là một cái liều nó chắc chắn hơn, nó phải che nắng che mưa. Như hôm nay là nó dột hết trơn, ý là nãy giờ là mưa nhỏ. Không có mưa lớn thì chắc mới mà gió cái liều này nó bay luôn á. Chị ăn nha, ăn cho tạm vô. Ăn cho ngon đi, ăn nhiều vô. Giờ đang để cho chị Yến ăn cho thoải mái. Dạ thì theo như chia sẻ của chị á, thì chị ở đây cũng khá là lâu rồi. Thì bây giờ đang sẽ quay lại cái ngôi nhà của chị. Thì nói chung á là chị ở trong một ngôi nhà này là chị làm tất cả là tự tay mình làm hết. Thì đây là quý của chị. Nhận từng cái cây, mà cây này là cây bạch đàn, những cái cây củi á, rồi chị lấy dây á chị cột lại nè. À, giống như là một hàng rào, một cánh cửa phía trước. Còn ở trên đó là chị lấy cái tấm bạt chị phủ lên. Ở đây thì mưa nước nó đọng xuống nè. Ôi ôi chảy quá trời chảy luôn. Còn cái này là những cái tấm này là tấm
khi mình tắm gì ta, tắm mốt đó quý cô chú chị. Thì chị lấy chị dừng lên ở đỡ vậy thôi, thấy cuộc sống sao mà quá khổ. Cái này là ở trên nè. Trời ơi, bây giờ thì nếu mà Đăng thì Đăng chỉ chia sẻ hoàn cảnh lên cho quý cô chú anh chị. Nếu mà quý cô chú anh chị có thương á thì cùng nhau chung tay giúp đỡ cho chị Yến có được một giống như là một cái lều, một cái mái trại thì nó tốt hơn. Thì để cho chị có thể che mưa che nắng, chị có thể yên tâm chị ngủ về ban đêm. Như hôm nay nè, mưa rất là nhiều. Và bên trong căn nhà chị thì ướt hết, không còn chỗ nào mà khô hết. Thì Đăng là tối không biết chị ngủ ở đâu nữa. Chị nói là chị ngủ võng, một cái võng này hoặc là võng này. Thì hoàn cảnh này rất là đáng thương luôn. Mà chỉ có dịp ở một mình ở đây thì tối á, Đăng nghĩ á, chắc ở đây cũng rất là phức tạp. Thì cũng có xì ke ma tí, hoặc là có những người hút chích á, họ đi vô đây. Tại vì chỗ này quán vắng quá, họ vô đây để họ làm những cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Rồi nhiều khi là họ vô họ hại chị không chừng. Rồi ở đây nữa, hoang vu mà chị nói là chị hay gặp ma. Ví dụ như cái cây này nè, chị nói trước là chị cứ thấy một cái bóng ma ở trên cây á, cứ đung đưa qua lại. Còn ở phía sau nữa, quý cô chú chị. Ở phía sau này thì chị nói là có một cái hồn ma nó nằm ở trên cái cây này. Ở đây cũng có nè. Thật sự tối là ở đây chị không có điện, không có nước gì hết, cho nên nó rất là ghê luôn. Chị nói là có một cái hồn ma ở trên đây, ngồi nằm trên cái cây này, mà chị rất là sợ luôn. Chị nhìn chị rất là sợ nhưng mà chị không dám làm gì hết. Rồi cũng có một cái hồn ma ngồi ở trong cái cây này nữa, mà chị để chị lót cái miếng này nè để cho cái hồn ma đó ngồi. Bây giờ khung cảnh ở đây thì nó rùng rợn nè, mới có chiều chiều à. Còn ở dưới đây là cái con mương á, mà chị nói chị tắm dưới đây rồi chị bắt cá đây. Nước thì nó đen thui luôn rồi, trời ơi, nhìn cái cảnh này mà mình chịu không nổi luôn á. Giờ thì không biết chị ăn xong chưa, chị ăn rồi thì để Đăng vào Đăng hỏi thăm tiếp cái câu chuyện của chị. Rồi anh no chưa? Đỡ là sao? No là không chứ sao đỡ. Vậy là được à. Ngon không? Dạ, no. Nhưng mà mới ăn xong của chú chị, mới ăn cháo xong của chú anh chị. Mới đi ốc gì nè, lạnh lắm sao ngồi không mà chị. Có bữa là ướt nhà hết luôn. Có bữa lạnh không còn chỗ nào mà khô nổi. Mà lửa cũng không có hơn luôn. Nay này cô chú anh chị phải nói quá lâu rồi. Em đăng tải mấy clip rồi đó. Nhưng mà hôm nay là chính thức cô chú gặp chị mặc đồ mới cũng như là tắm rửa sạch sẽ đủ cái gì. Dạ. Phải nói là nhìn rất là dễ thương, rất là đẹp gái luôn á. Dạ. Chân mày đẹp nè, mũi dạ. Cao nè. Chứ đâu phải bèo đâu. Tại sao hớt tóc vậy? Tại nó cũng có hoàn cảnh khổ. Rồi nhiều lúc mình khổ rồi xà bông này kia mình không có sinh hoạt thì thôi. Hớt vậy cái nó dễ tiết kiệm tiền, đang khổ. Không có vâng. Lúc chị có chia sẻ là chị cũng cạo đầu mấy lần hả chị? Dạ. Sao nhiều, vậy? Nhiều hoàn cảnh lắm. Nhiều cái khổ lắm. Buồn hả? Buồn đời hả? Dạ, mình tới đây mình ở đây nè. Rồi vợ chồng của cái anh làm ruộng nữa nè. Lớn lớn rồi nhưng mà sợ người ta hiểu lầm nữa. Rồi người ta ghen lên nói dắt quần hí tới để chị vui cái này kia. Rồi mình thấy vậy thôi mình cũng nghi mình nhìn họ không có vui. Cái dạ. Mình xuống tóc thì mình cũng tính là họ cho ở đây thì mình vô chùa luôn á. Mình tính vậy đó cho nên mình xuống luôn rồi mình cứ ở đi hả, họ đuổi cho mình đi vô chùa nở luôn. Dạ. Rồi thấy họ không nói gì hết đó thôi. Là lúc trước tới đây gặp một ông chú với một bà cô là hai vợ chồng á. Dạ. Xong ông chú ông cũng qua chơi cũng như là đi làm gần đây ha. Ồ thấy gì vậy rồi chị sợ là hiểu lầm đúng không? Dạ. Cạo đầu luôn. Dạ. Cho người ta khỏi hiểu lầm cũng như là mình không có ý gì hết, mình cạo đầu luôn. Dạ. Để cho người ta biết mình là không có này nọ. Dạ. Mà nhiều người lắm
ở sớm đây cũng vậy nữa, tao có vợ có chồng cái mình sợ mình đi qua xin nước cái người chồng cũng hiền lắm, mình giống anh em trong nhà lắm, mà mình xin thì vợ không biết, tưởng mình tò te với lại chồng nữa rồi ăn hiếp mình nữa, nó mình sợ cái rồi xuống tóc luôn. Trời ơi nghe thương đau không xuống hoài à, vợ xuống hoài là tóc giờ dày đỡ đỡ, chứ mình cũng tính nếu mà bí nữa cái là mình xuống nữa. Dạ. Dạ. Tại sao chị có suy nghĩ như vậy? Thì mình tính là ở đây không được rồi thôi, mình chạy chùa. Ý là tại sao có suy nghĩ mà sợ người ta ghen này nọ? Mình cũng lúc có. Lúc trước có gì hay là gì? Lúc trước hồi xưa cái niệm có gì hay là sao? Dạ có. Trời ơi, con nhỏ đó nó đi làm chung với mình xí nghiệp, mà nó đi về rồi trời mưa vậy nó về không được, cái mình đưa về mà mình ngồi mình chở nó, ngồi trú mưa ở đằng sau mà thằng chồng nó cũng đi rước nữa. Dạ. Mình nói thôi để mình giúp, mình cũng đầy đủ rồi, lúc mà khỏe là đầy đủ rồi xa cơ rồi mới suy sụp vậy đó, rồi cái mình nói thôi để mà giúp cho em về tới nhà đi rồi tôi về, mà mình lúc đó là có chồng có con đàng hoàng rồi, mình đưa chị em mà đi làm trong xí nghiệp mình đưa về tới nhà, chồng nó đi rùa ở đằng sau á, rồi mình vừa dừng tới nhà thì chồng cũng tới nhà luôn, cái nói trời ơi chị Yến hả, nãy giờ tôi tưởng là thằng nào đưa vợ tôi về tới nhà rồi đưa vô quán uống nước, tính quýnh đè xuống tôi quýnh giữa đường rồi. Dạ, mà nó chạy theo không kịp, nó chạy theo không kịp, nó cứ kẹt 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 bên phải vậy, tôi sợ té muốn quýnh mình mà nó kẹt bên phải không à, cái mình nói trời ơi tôi vậy này nghĩ gì sao mà nhỏ xíu gì mà nói thằng nào dám đưa vợ về tới nhà, trời ơi nó ghen, mà chồng ghen bậy cỡ sức mà không gỡ nó bảo hiểm ra, cái tưởng mình đàn ông á đè quýnh nữa. Là do hồi đó tóc ngắn hả gì? Dạ không, tóc dài luôn mà tại dạ. Mình trùm áo mưa đó, rồi nó bích 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 vậy nè, nó ló vậy nè. À vậy cho nên vậy là giờ chị rất là sợ cái việc người ta ghen tua đúng không? Dạ đúng rồi, bị vậy mình ớn, bị có lần thôi. Trời ơi thương quá. Rồi mình đi chỗ khác mình cũng ngừa, mình để đó, mình để trong bụng đó, mình ngừa người khác. Vậy đó nhiều, nhiều lắm, mình ngừa người khác nữa là gì? Không có chuyện này cũng chuyện kia xảy ra à, cũng vì sợ là lắm. Do dạ. Đã gặp rồi quý cô chú anh chị dạ. Là chở một người em gái làm chung về bị bạn trai là chồng đó xong rồi tưởng đâu là anh nào trở về cho nên ghen tua cũng như là đòi đánh luôn á dạ. Bây giờ là chị sợ luôn quý cô chú anh chị cho nên chị phải có đề phòng như vậy dạ. Bởi vì đúng chị rất là sợ hiểu lầm á quý vị dạ. Ủa chị vậy lúc trước là chị cũng đi làm công ty hả chị? Dạ có, lúc đó còn khỏe đó. Dạ. Thời đó mình cũng làm nhưng mà không 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 có dư được mà nuôi con không à. Rồi sau này con lớn rồi mình suy sụp mà bệnh đau không có làm được hết. Rồi con để cho bên nội nuôi rồi mình. Vậy là bây giờ chị trong người chị là bị bao nhiêu chứng bệnh? Ừ, nhiều lắm á, bị đau bao tử nè, rồi bị sạn thận nè. Sạn thận 30 ly mà lâu lắm rồi không có khám. Sạn thận nữa. Dạ sạn thận nữa. Rồi bị đau bao tử rồi bị bú cổ. Dạ. Dạ. Rồi bị bệnh tim nữa. Tim nữa. Dạ tim không phải yếu tim hay sao mà lâu lâu khó thở dữ lắm. Đau bao tử là chắc do chị ăn uống thất thường á. Dạ đúng rồi. Bị tim là vì mình cũng hồi nhỏ không có phải biết bị bú cổ trước mà bị tim trước rồi thời gian sau rồi nhỏ xíu là bị bệnh tim rồi. Dạ. Hồi nhỏ nó xíu là bị rồi nhưng mà lớn rồi sau này mới bị bú cổ sao chứ không phải là bị bú cổ rồi hành qua tim không phải. Dạ. Giờ đây đây thêm không bây à? Giờ là phải bắt đầu từ đây phải ăn uống đầy đủ nha. Dạ. Một ngày mấy buổi có chừng không được nhịn nữa rồi xong rồi để em sẽ cố gắng cũng như là giúp mình đi khám thử khám tổng quát thử như thế nào nha để mình biết đường mà chị cho như vậy đó về sau nữa định ảnh hưởng càng nặng nữa đó. Rồi sao bây giờ tính công việc như thế nào? Bọn đi lấy giả trai luôn hả sao? Dạ. Mình cũng kiếm cái gì buôn bán cũng đỡ khổ một chút nhưng mà mình thấy mình lộng giả trai nó chắc ăn hơn buôn bán nó lỗ. Dạ. Với lại buôn bán chị phải cần sức khỏe nữa mình dạ. Phải buôn bán sợ lỗ á lấy giả trai chắc ăn hơn đăng á. Dạ, mình lộng giả trai rồi mình lộng cái nào là chắc ăn cái nấy. Còn mình bán rồi có bữa lời bữa em thấy chưa chắc chết nữa nha chị Yến. Dạ. Chắc cái gì chị nói chị lấy về chị bỏ vô bao vô nó bưng bao đi luôn mà chắc cái gì. Dạ. Thì mình nghĩ vậy nhưng mà ấy nó giờ biết buôn bán cũng khó nữa, buôn bán sợ ế nè rồi
dư lợi là mình lời như mình ăn ăn hết lời cái vốn rồi. Hôm bữa giờ có chuyện người ta vô người ta mượn đồ của chị đi luôn không? Dạ không, không có. Bữa giờ chưa có. Không còn. Giờ hết cái gì lấy gì mà mượn nữa, hết đồ gì luôn mà lấy gì mà mượn. Đâu còn gì nữa để mượn hả chị? Dạ không có gì đâu. Dạ. Sao bây giờ là chị, nếu mà chị tính thích muốn buôn bán thì buôn bán cái gì nói cho em nghe, cũng như là cho quý khán giả được biết chị thích buôn bán cái gì. Thì khổ mình cũng mê dữ lắm, nhưng mà mình bán cái gì mà như mình bán cá khô á, mình hết trời mưa thì mình bịt lại thì nó cũng ướt, cá cũng ăn luôn. Dạ. Dạ, mà mình sợ. Còn nếu mà mình bán rau thì ế cá cũng ăn luôn. Tại vì mình không có sức khỏe, mình đi mà ngồi chỗ mình cũng cầu không. Ngồi chỗ mình cầu tao mua. Còn như mình bán cái số á. Bán mà sợ sợ vậy thì sao bán vậy? Tóm lại chị thích bán cái gì nè, để em biết nếu mà em có giúp được cho chị thì giúp mình làm thử một thời gian đi, mình đừng có sợ. Thế mình mua cho chai á, cái mình hẹ vô cho đại lý cái là bền nhất á. Dạ thích làm mua cho chai ha. Dạ, mình lụm, mình có lỗ mình lụm lại. Nhưng mua cho chai là một ngày chị kiếm được bao nhiêu tiền? Dạ mình mua cho chai rồi. Nếu mà mình chịu cực, mình có xe mình đẩy đi ha. Mình đẩy đi nó khỏe lắm. Có xe đi mình đẩy, mình hút nhiều nè, rồi mua nhiều, đẩy tới để lui khỏe lắm, mà cũng lời cỡ 50 ngàn. Mà em thấy khổ, nhưng mà lời 50 ngàn hay sao? Nhưng mà bây giờ nè, chị biết buôn bán á, mà giờ mà không có dám đúng không? Dạ. Không có dám buôn bán sợ lỗ đúng không? Dạ. Vậy trước mắt giờ như vậy, thích giờ em lấy giấy số cho chị bán tạm được không? Để mình tập, mình làm thử những việc nhẹ trước đi. Dạ. Rồi xong mình từ từ mình tập trung sức khỏe mình mạnh lại, mình đi buôn bán, muốn buôn bán cái gì thì buôn bán sau, đúng chịu rồi, không? Mình thấy cái đó cũng được. Nhưng bán số thì nó nhẹ nhàng, nhẹ lo. Mà lấy ít rồi chứ lấy nhiều bán. Hồi nãy thì em cũng có chạy một vòng chỗ khu mình rồi, đi lên một xíu thì cũng có như là cho nó cũng đông nhà, cũng quán cà phê rồi quán. Dạ. Quán chỗ như nhà tập trung hơi nhiều á thì bán cũng được. Dạ. Giờ gậy nha, bán giấy số chịu không? Dạ được. Thế rồi không? Cái đó thì được, nhưng mà lấy ít nè chứ mình không bán nhiều được. Thì ngày 100 tầm 100 tờ được không? Dạ. Hồi đó mình có bán rồi. Mình bán hết lần rồi. Bán lần bao nhiêu tờ? Bán có 50 tờ rồi. Không hết hả? Không phải không hết, nhưng mà cũng bị mất á. Sao mất? Ví dụ như mình bán cái số rồi cái có người tự nhiên mua mà thấy mình mua ủng hộ, cũng ở quê mình đi quần quần không đi xa, cái mình đưa là trong vé số là mình bán một vòng rồi cái mình về mình nằm nghỉ mệt. Nằm nghỉ mệt thì mình đếm là 35 tờ, mình đếm là nó còn 35 tờ thôi, mình nằm nghỉ tí xíu cái mình đứng dậy mình đi bán tiếp. Thì mình đi ra ngoài quán mình ngồi bán, mình kiếm mà người đó người lạ đâu tới chứ không phải. Rồi người ta kêu vô mua, cái mình đưa giấy số cho người ta lựa, thế cầm xèo à, làm bộ điếm á, mà cũng nghĩ là điếm thiệt, cúi đầu làm xèo. 27 tờ, có 270, móc túi ra đưa cục rồi, tôi ủng hộ cho bà, đi liền. Dạ. Bấm liền, đừng quần đây, móc này kia, ý nói là người ta đang thấy khổ, ủng hộ liền. Dạ. Làm vậy đó rồi. Vậy cuối cùng mất mấy tờ? Mất cả 30, gần chục rồi. Trời ơi, kỳ cục. Nói cái đó là một lần, còn một lần nữa thì nó dính á, trời mưa ha. Nó kẹp với nhau. Dạ, đúng rồi, cái số nó hít á, dính cái người ta rút. Nó thôi giờ mua tờ thôi, nhưng mà có người ta kỹ, ta lấy người ta nặng ra vậy nè. Ta nặng ra, rồi cái mình rút á thì nói chung là 15 ngày thì được, 10 ngày là về là còn đủ tiền. Nhưng mà bán số mình đi vòng vòng mệt khát nước dữ lắm. Thì giống như là tụi em là chỉ là gợi ý cho chị thôi. Dạ. Và chị không có ép chị làm công việc gì hết. Dạ. Chị nhắm là mình giống như mình làm được cái việc nào mà nhẹ nhàng cho mình, mà mình kiếm được thu nhập á, mình có thể lo cho cuộc sống của mình á. Thì chị làm. Dạ. Thì tụi em không có ép. Dạ. Mình cũng khoái lắm nhưng mà sợ. Mình giống không như vốn á, sợ bứt vốn á. Một lần rồi mình rút kinh nghiệm đúng không? Dạ. Thì lần sau là phải buôn bán phải nhìn kỹ. Dạ. Nếu hạn chế bán những người mà đi xe. Cái thứ nhất á là người ta lái người ta chạy. Dạ đúng rồi, cứ tha đi đường ngồi xe lộ bán thì nguy hiểm lắm. Dạ. Cho nên mình bán trong quán cà phê, là quán nhậu, hay là trong ở trong chỗ nào mà nhiều khách, mà đừng có đi ngoài lộ là được à. Dạ. Cái thứ hai mình bán mình phải để ý. Dạ. Phải không, những cái việc mà mình xảy ra rồi á mình phải rút kinh nghiệm lại. Dạ. Vậy đó, vậy là chốt nha, bán cái số nha. Mình tính
bán cái đó cũng được, nhưng mà bà con mình ta trúng thì ta cho mình cũng đỡ khổ vậy đó. Nhưng mà trúng là dẫn qua nước ngoài ở luôn. Dạ không, có lần trúng đặc biệt luôn á, mình vừa vô cái nó trúng đặc biệt luôn. Vậy là hồi giờ chị bán ai trúng chưa? Không, mà số thì kỳ lắm. Ngày thường á mình lấy giấy số hết rồi, bán hết rồi mình chạy lại nói chị ơi số nào xấu mình ta trả lại để phụ cho, mình cũng phụ để lý á. Dạ. Đưa toàn là số gì, số con trùng, số con dế không à, mình xách đi bán. Vậy là bây giờ là chốt lại. Dạ. Bắt đầu là mình vừa bán vé số mà mình đi đường có vỏ chai mình lấy thêm. Dạ. Đó, vậy là em thấy là đi bán hết cái về. Không, ý là mình đi trên đường thôi, có mình lấy. Dạ. Lấy xong mình về chứ không có đi vòng vòng nữa mệt. Tại vì chị lấy bán vé, chị đi lấy vỏ chai đúng không? Chị nói một ngày cao nhất 50 ngàn. Dạ. Nhưng bây giờ vé số mình bán 100 tờ mình lời còn hơn 100 ngàn. Dạ. Còn mình đi trên đường mình có thì mình nhặt thôi. Dạ. Chứ không có đi lấy nữa. Tại sức khỏe mình đang yếu, mình để mình làm việc nhẹ vậy đi. Ừ. Sao nào khỏe đó, không buôn bán cái gì á. Tụi em có mà giúp được cho chị á, đầu dường như là tìm công việc buôn bán gì cho chị thích á thì tụi em sẽ cố gắng giúp cho chị. Giờ trước mắt mình bán vé số nha. Thích không? Cũng được. Thích không cũng được sao được. Mới đầu bán thì cũng khoái dữ lắm. Đi bán ngày bán đêm luôn. Đi như vậy nữa. Dạ. Bán vé số. Đầu tư chiếc xe đạp đi, chịu không? Dạ có xe đạp khỏe. Mua hết chiếc xe đạp vậy là sướng rồi. Dạ. Dạ. Giờ thì còn tiền vé số thôi, hết tiền mua xe đạp rồi. Tranh thủ gì mình tạm thời mình đi bộ được không? Dạ được, cũng nha, được. Đi vòng vòng. Giống như là mình đủ duyên á, được quý cô chú anh chị mà thương chị á tặng cho chị chiếc xe đạp á thì chị cũng mừng hả chị? Dạ. Giờ thì tụi em thì cũng giúp cho chị thì đủ tiền vé số thôi. Cho xe đạp hết tiền. Dạ. Mình đi bộ cũng được. Ừ, mình đi bộ cũng được, chẳng mình đi lấy dây chay vậy ha. Dạ. Từ từ đi, rồi xong tụi em sẽ cố gắng giúp chị mua xe đạp xong rồi đó. Rồi. Mua xe máy luôn. Dạ. Chịu không? Dạ. Bán số có tiền để dành mua xe máy. Dạ. Có nhiều người ta có vốn, ta chịu bán ký sổ tới tháng tiền. Trời ơi, ta bán thấy mê lắm, tới tháng ta vô 2-3 đồng luôn. Dạ. Thì xong rồi nó điên cái xong mất tiêu. Dạ. Mà mình cũng thấy vậy mình cũng mê nhưng mà không dám, không có làm gì được. Bán mà gọi là tới tháng tính tiền luôn. Bán tới tháng tiền luôn á. Thấy ham quá ha, thấy người ta bán. Chị đeo vàng một khúc rồi ra, chị nói chị bán này mấy chục năm rồi. Hai vợ chồng đi bán nữa. Đeo vàng một khúc vậy hả? Dạ, đeo một khúc vàng luôn vậy, nó mê vậy đó. Nhưng mà mình không biết cách bán. Dạ. Mình không biết bán rồi mình không có mối nữa. Cho nên nó dở hơn người ta. Vậy thì giờ bắt đầu phải cố gắng đi. Tụi em cũng như là sẽ ủng hộ chị cũng như là trợ giúp cho chị phía sau nha. Dạ. Chị thấy chị vậy cũng thương quá. Trời ơi. Chị cũng một mình là phụ nữ nữa. Tụi em trước khi em với Đăng xuống đây á, lúc mà tìm đã hứa chị mua bắp gai đó, không có, em với Đăng phải chạy mua bằng được luôn á. Thì hôm qua cũng như là đi xuống quay chị xong rồi về em nói với Đăng đi tìm bắp gai mua cho chị, thì Đăng nó cũng thích. Nó nói chứ nhiều lúc chị nhen củi đồ cái chòi này là nó phật nó cháy cái không biết con nào luôn á, cho nên hai em phải cố gắng đi bằng mua bằng được cho cái bếp ga cho chị đó. Chị bây giờ tụi em hỏi thầy chị nha, bây giờ chị còn thiếu cái gì nữa không thì chị cứ tâm sự cho tụi em đi. Nếu mà được may mắn thì quý cô chú anh chị có thể giúp đỡ cho chị luôn. Mình chỉ giờ như là được một cái tấm bạc á, tấm bạc mà chắc chắc á, chứ cái này nó dễ hư lắm. Dạ. Vẫn hai nữa, mua dội nó tóc cái là bay hết. Tấm bạc em sẽ mua cho chị. Tấm bạc để mình che lại ở trên ha. Dạ, mình che lại ở trên á. Đúng rồi. Em sẽ mua và em rột lại cho chị, nó khỏi mưa giọt luôn nha, chịu không? Cái đó bằng giấy, cái bạc đó bạc giấy á. Giờ mình mua bạc nhựa. Dạ, đi coi vậy chứ, hơi dởm đó. Cái đó. Hay này quý cô chú anh chị đây. Dễ mục lắm. Đã mục hết rồi chứ còn gì nữa. Nó giòn luôn rồi. Nhưng mà bây giờ thì thôi chị mình dắt em mà mình đi dạo ra phía sau nha. Dạ. Phía sau thì có nhiều cô chú anh chị cũng chưa biết sự đi, đăng trong, đi đường như thế nào mình thì chị cũng như chị dẫn chị đi cho tụi em cũng như là quý cô chú anh chị mình biết những câu chuyện tâm linh ở phía sau căn nhà chị ở cũng như là rất là nhiều việc vụ tai nạn xảy ra rất là nhiều ở phía sau chị. Dạ. Thì hôm nay thì chị sẽ dắt em cũng như là cùng khán giả để mình đi mình tìm hiểu lại cho quý khán giả mình biết chị nha. Ấm có ai lạnh đi ấm đây mà chị gặp nha đi ở đây nè, mà bây giờ thì không thấy nữa nha, mà không biết ai mà có điều kiện mà gắn camera đó
Dạ. Để nhìn thử coi người ta có xuất hiện sao sao không, chứ mình cũng không không có camera, mình thức đêm mình canh hoài hả? Đâu đâu, thường thường là chị gặp chỗ nào nhiều nhất chị dẫn cho khán giả biết nè. Cái khúc này nhiều nhất, cái cây này nhiều nhất nè. Cây này là coi như là y như người em bé mà không có quần áo bận vậy. Ghê vậy chị? Em bé nằm trên cây đúng không? Nằm cây luôn vậy. Rồi cái cây này không nói, nhưng mà cái cây này nè là nhiều nhất nè. Cây này họ ngồi dài nhất mà nay không thấy. Mình cũng rình dữ lắm. Mình nói cái tự nhiên mất kỳ á, không biết. Cây này sao? Cây này nè, bên trước khi mà chưa tới lẫn cũng còn nữa, còn nữa. Dạ. Mà còn sao chị nói rõ cho quý khán giả mình được biết sự việc. Ngồi thì người ta cứ ngồi nhà mưa người ta cũng ngồi luôn. À. Dạ. Trời mưa người ta cũng ngồi luôn. Là hồn là cái bóng hồn ma chị nói đó hả? Dạ. Là ngồi ngay đây luôn. Dạ. Mà trời mưa người ta cũng ngồi luôn chứ không có đi đâu hết, ngồi im chỗ giống như bị trói gì á. Mà không có thấy trói gì hết trơn á. Mà từ khi mà mình nói cái mình để ý không thấy nữa. Dạ. Nha. Từ khi mà mình để ý mình ra ngoài đó mình rình coi có ngồi không, ở trong nhà cũng có nữa mà cũng không thấy. Rất nhiều lần chị gặp. Dạ, hoài luôn á, hoài luôn. Dạ, không dám nói ai biết hết trơn. Sợ người ta sợ, người ta không dám làm ăn luôn á. Cho dù trời mưa là trời không mưa vẫn ngồi thù lùn ở đây. Dạ đúng rồi, ngồi trên cái đất ngay cái miếng này luôn. Mà mình á thì không có để miếng. Mình tính là cái này người ta mua cho cha, nhưng mà người ta không mua rồi mình để y dày rồi sao mà có người ngồi. Dạ. Mình nói nhớ cái chỗ này mình để miếng chai mà sao ngồi đóng miếng chai kỳ vậy. Hồi nay thì thôi anh, nếu có ngồi thì không ngồi được miếng chai, mình đẩy cái này lại cho lịch sự chút cho người ta có ngồi. Là cái miếng đó là chị lót cho những người dạ. Nếu mà có ngồi thì cứ những, ngồi cái này là chị lót cho những người mà chị thấy á, thường xuyên là như cái bóng hồn á ngồi đúng không? Chị lót cho người ta ngồi để khỏi bị ngồi bị sắp miễn chai đúng không? Dạ. Rồi chỗ nào nữa chị? Còn chỗ nào không? Mình đi mình nói cho quý cô chú mình biết nè. Nè chỗ này nè. Ở phía sau. Ủa giờ đâu mất rồi? Căn nhà của mình nó là nghe nè. Lúc trước em tới nghe chị em chia sẻ rất là ghê gớm luôn chú chị. Thì lâu nay rồi. Bây giờ thì chị cũng như là cũng dắt em như quý khán giả mình đi để mình tìm hiểu lại những câu chuyện mà chị đã thường gặp nơi này nè quý vị. Dạ. Chỗ này nữa nè, chỗ này y như một người con gái ngồi vậy. Dạ. Con gái ngồi dạ. Ngồi nó hoài luôn vậy. Dạ. Mà họ không, mình đi quê lại họ không chọc, hồi đó rừng rậm lắm, ngoài đường không nhìn thấy mình luôn. Ngoài đường coi như là nhìn vô là không thấy mình luôn. Mà y như người con gái ngồi ở chỗ này vậy. Mà mình cũng thắc mắc, mình không biết cái gì. Mình lấy dây mình kéo, mình cắt bớt, cắt dây luôn. Ủa vậy là chị không sợ luôn hả? Không sợ, nhưng mà ban tối thì thấy, nhưng mà ban ngày thì không thấy. Mình tức quá mình cắt luôn. Mình cắt mấy cái dây này luôn. Là cái dây leo này hả chị? Dạ. Dây leo này nè. Cứ thấy hoài luôn là dạ. Bực mình luôn. Thấy hoài luôn á. Mà nếu mà người nào mà mình nói không lẽ thời đời thường vậy mà yên ổn vậy mà không có ma quỷ. Dạ. Mà hả, nếu ma thì nó hiền lắm. Ma thì nếu mà mình nghĩ, nếu mà ma hiền lắm, nếu mà lẽ có quỷ cắt luôn. Dạ. Nếu mà có thì chắc mấy người nào mà ta có bản lãnh thì người ta đi qua đi lại được, còn như mà mình với đâu dân ở đây mà không có bản lãnh đi qua đi lại là bị nó bắt á. Trời ơi. Dạ. Ghê quá vậy chị. Dạ. Một cái lúc mà chị thấy là cái hồn ma người nữ đó là dạ. Ngồi thôi, chị có làm gì không? Không có ngồi, giống như ngồi canh vậy. Ngồi canh vậy ha. Ừ đúng rồi, canh mà coi ba cái phim tài thiên không biết có lậm không nữa, nhưng mà mình sợ giống vậy đó. Dạ. Dạ. Rồi mình lấy dao lấy kéo ra mình cắt, mình trồng mấy cái cây này cho có đã trồng hả, nếu mà không có đi ra thì đạp cọng nào mình cũng biết, sợ vậy đó. Dạ. Mà bây giờ mình cắt rồi, nhưng mà hình như là nếu mà ai mà có điều kiện cứ hả, nếu mà có vậy lấy camera gắn nhìn thấy à. Đặt camera gắn hả? Dạ. Em nghĩ chắc camera cũng quay không thấy đâu. Không thấy hả? Nếu mà không thấy không. Tại vì á, cái những hồn ma ví dụ như họ muốn cho ai thấy á thì người đó thấy thôi. Dạ đúng rồi. Còn họ không muốn cho ai thấy á thì mình có làm cách nào đi nữa mình cũng không thấy được họ. Dạ. Mà mình thấy rồi mình không có dám kêu ai lại. Mà mình sợ rồi. Mình nói cái người ta nói mình nhỏ này mới tới lại xí ở nó hù cho mình sợ mình đi á. Bởi vậy là dạ, cho mình cho nó ở để đông đông chút cho gì để sợ á, mình dạ. Cũng không dám nói luôn. Mà tối á mà cứ người đi qua đi lại là bình thường luôn.
đi mà lá cây vậy nè, đạp nhịp 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 vậy nè, là chị nghe tiếng bước đi vậy hả? Nghe tiếng bước đi mà đạp lá cây cứ đi qua đi lại hoài mà không thấy người nào hết. Trời ơi chứ ghê vậy chị. Dạ. Chị kể em nổi gì gà hết trơn luôn nè. Lúc đó mình cắt cái chòi mình che vô chai á, để bao tắn tắn giáp vòng luôn vậy, mình nằm ở trong vô chai mình nằm ngủ mà không thấy người nào hết trơn, cứ sao không biết sao cứ đạp đi mà tiếng đạp tiếng lá đều đều luôn mà đi qua đi lại bình thường luôn. Dạ, vậy người ta đi sao chị? Bắt đầu đi từ đây lại lại dạ, nhà cứ đi chị đường sao? Thẳng đi đường thẳng nha. Đi đường thẳng qua đi đường thẳng lại mà không thấy ai hết trơn à. Mà có đi vô nhà chị không? Không, họ không lại coi mình luôn. Dạ, mà họ không có đụng gì cho chai của mình luôn. Mình thấy vậy thôi mình cũng yên tâm mình nằm tiếp. Giống như là người ta đi làm đi việc ngang của mình thôi. Dạ đúng rồi. Ngoài mà... cái này là chị thấy chỗ nào nữa chị? Ở trong cái chòi của mình cũng có nữa. Trong chòi luôn? Dạ, ở trong chòi mình cũng có nữa. Ở trong chòi mình mà người đó người ta hình như người ta ngồi vậy nè, ta ngồi người ta đang uống hay người ta làm gì cứ ngồi vậy nè, ngồi chòi mỏm mà người ta cục cửa được. Dạ. Còn cái người ngồi ngay gốc cây này là không cục cửa được luôn. Và nói nghe chị nhờ kể về những sự việc, những câu chuyện mà chị đã gặp mà những vong hồn cũng như là người âm tại nơi mảnh đất này của chú, chị có nói là nghe rất là rùng rợn. Nhưng mà chị Yến, chị chia sẻ giúp em về câu chuyện mà lúc trước chị đã nói với em là sự tích trong căn hộ này để cho quý cô chú anh chị mình biết rõ hơn chị. Dạ. Lúc trước căn hộ này là sao? Trong cái chỗ này á hả, thì dạ, mình là đó mình cũng khổ lắm, mình che cái chòi mà cỡ sức mình vừa đủ ngồi như cái dù che vậy thôi chứ không phải là gọi cái chòi nữa. Mà tối mình nằm ngủ mình thấy cái bóng gì vậy nè, mà giải không phải giải này, giải mà nó tư mình thấy thưa mà ngượng gái mà cầm dao dài khúc về nè, lại đâm mình ngay cái bụng, mình nói không chỗ của tao chết mà mày lại mày nằm hả? Trời ơi. Dạ, mà mình cũng ráng nghe, bây giờ mình nhớ kỹ lại là người ta nói vậy á, nói là chỗ của tao chết mà mày dám lại nằm hả? Ừ, đúng rồi. Nói, giờ mình nhớ kỹ là nó chỗ tao chết mà còn dám lên nằm hả? Mày ở đâu là đây mày che khuất rồi tao vô cũng được. Mà không biết cái dưới này có xác chết hay không mà sao là người ta làm vậy đó. Dạ. À, cái mình mới sức, mình thức dậy cái mình giật mình quay về cái mất tiêu. Còn cái câu chuyện mà chị nói là một người phụ nữ đi làm về bị dạ, nhóm thanh niên nằm đây nè. Đó. Nằm ngay chỗ đó này nè. Nghe rất là ghê gớm lắm. Dạ, đúng rồi. Chị. Nằm ngay cái người anh nói, cái anh của nhỏ nó nói dục xác nằm dưới cái này nè mà lắp đất lên, lắp lá cây á. Lắp lá cây, lắp chi lại giống như là chi lại hả chị? Nằm ngay chỗ này nè. Trời ơi, mình cũng không biết nữa, mình nằm xong rồi ổng mới lại thông báo. Dạ. Mình găng võng đây nè, qua đây ngủ ngày ngủ đêm luôn. Dạ. Không có che gì hết trơn. Vậy là hồi trước là chị văng cái võng từ cái cây này hả? Dạ, qua cây này. Dạ. Xong rồi cái